ngàn trong gai 2024 công bố năm minh tài đầu tiên. Vào ngày 9 tháng 4 2024, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 chính thức công bố năm anh tài đầu tiên tham gia đường đua đặc biệt này. Các anh tài lần lượt ca sĩ Bằng Kiều, Thanh Duy, Trọng Hiếu, ca sĩ Trong Trọng Hiếu, diễn viên BB Trần và nhiếp ảnh gia Thiên Minh. Ca sĩ Bằng Kiều được biết đến là một biểu tượng của dòng nhạc trữ tình lãng mạn, sở hữu giọng hát cao vút. Bằng Kiều gây thương nhớ bằng lối hát như kể chuyện và sẽ chia ghi sâu vào khán thính giả. Chủ nhân hit Nơi Tình Yêu Bắt Đầu thừa hưởng gen nghệ thuật chuyên nghiệp từ mẹ và sự chỉnh chu, thông minh của bố. Đồng thời Bằng Kiều còn sở hữu rất nhiều tài lẻ đặc biệt như khả năng chơi xuất sắc, điệu nghệ nhiều nhạc cụ đàn guitar, trống keyboard kèn. Nói về tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Bằng Kiều thú nhận phải suy nghĩ khá lâu. Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện đời sống và kinh nghiệm ca hát nhiều năm qua các khán giả ngưỡng mộ. Quan trọng tôi mong những thế hệ kế thừa sẽ có được những kinh nghiệm không phải ai cũng có thể biết được. Anh nói thêm, muốn thử thách bản thân mình sẽ làm được những gì tại sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhiếp ảnh gia Thiên Minh, người được khán giả thế hệ 8X9X biết đến với vai trò là người mẫu quảng cáo, ca sĩ diễn viên VJ. Thiên Minh chính là một trong những hot boy đời đầu, gương mặt quen thuộc của bề báo tin khi trở thành quán quân cuộc thi hoa học trò Icon 2007 vào năm 17 tuổi. Ngoài vẻ điển trai vốn có, anh còn sở hữu chất giọng ấn tượng khi để lại dấu ấn với nhiều ca khúc làm mưa làm gió, tiệm bánh dâu tây hay nửa tình yêu, chuyện tình lá và gió. Thiên Minh còn lấn sang sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim tin nổi tiếng Mùa Hè Sôi Động. Một cái tên được chú ý không kém BB Trần là một diễn viên tài năng người mẫu và khách mời quen thuộc của loạt game show ăn khách. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 2009 khi đảm nhận vai trò trưởng nhóm hài BB và BG Đình Đám. BB Trần chính là người đứng sau hàng loạt clip làm mưa làm gió một thời trên mạng xã hội. Anh không đồ quà cô bé bán diêm, tình yêu tuổi học trò. Sau 7 năm hoạt động nhóm, BB Trần dần chuyển sang hoạt động độc lập và nhận được sự ủng hộ đông đảo khán giả qua những web drama, chị em song sinh gia đình cục súc và các MV phế ruri rượu view để Mỹ nói cho mà nghe, bùa yêu bao giờ lấy chồng, đi đu đưa đi. Ở thời điểm hiện tại, BB Trần đang hoạt động tích cực ở lĩnh vực sân khấu kịch, đảm nhận vai chính. BB Trần được khán giả khen ngợi về lối diễn hài hước duyên dáng, sự đầu tư nghiêm túc cho các nhân vật mà bản thân đảm nhận. Tôi mong bản thân sẽ xây dựng được hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng, điều gì tôi có thể thực hiện được, nhưng sẽ trọn vẹn không nửa vời giống như lúc trước. Tôi đặt mục tiêu mang đến những tiết mục xuất sắc và đỉnh cao. Thanh Duy, chàng ca sĩ đa tài tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, vì mong muốn tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ đẹp trong showbiz và thể hiện cá tính bản thân trong những phần trình diễn. Thanh Duy bước ra từ cuộc thi âm nhạc Việt Nam Idol 2008 với danh hiệu Á Quân, dần khẳng định chất giọng riêng với nhiều ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân, Lỗi Ơi Yêu Thương Ha Ha, Trái Tim Nhân Mã Tonight. Không dừng ca hát, anh còn gây ấn tượng với công chúng bởi sự đa tài từ vũ đạo diễn xuất đến vai trò MC. Trọng Hiếu, một nhân tố đầy thú vị khác trong chương trình, hay còn được biết đến với nghệ danh mới là Trong. Nhắc đến Trong, người ta nhớ đến một cơn lốc đầy màu sắc khuấy đảo làng nhạc Việt với phong cách âm nhạc độc đáo vũ đạo điêu luyện và vẻ ngoài cuốn hút. Bước ra từ cuộc thi Việt Nam Idol 2015, Trong xuất sắc giành được vị quán quân nhờ giọng hát nội lực mang màu sắc khác biệt và khả năng trình diễn ấn tượng. Tôi tham gia chương trình vì cảm giác cái tên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là dành cho tôi. Anh khẳng định sẽ mang những màn trình diễn nhiều năng lượng mạnh mẽ và phóng khoáng đến sân khấu Vượt Ngàn Chông Gai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.